tôi Chiến chào quý khách. Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2022. Và chuẩn bị lên xe giao cho khách ở Bình Dương. Hai anh khách ở Bình Dương, một con chỗ thì ba con, chỗ bốn con. Chuẩn bị lên xe. Lên xe đi giao cho khách ở khách Bình Dương. Hai chỗ nha. Rồi lên. Chỗ 3, chỗ 4. Đi. Lên. Đó, phóng lên. Lên. Đó. Đó lên nữa. Đây cậu này. Giờ bảy con mình dương hai chỗ. Tại vì cái anh Bình Dương anh chốt nay qua bữa rồi. Rồi hôm anh này anh ké luôn ba con nữa, bảy con. Trời ơi, trời nó bảy con luôn hả? Ừ. Anh dễ ủi khỏe chứ. Trời ơi, không ăn đối bà cỏ rồi. Hổm gà ông kia Chiến cắt rồi. Không cắt không muốn làm. Lành này. Mấy anh còn chứ bắt giùm. Tôi ngân chứ. Hey.
dẫn con nữa đi, con nó cầm vợ đi. Cậu đó dẫn hai con. Trước còn bốn con nữa sao? Đang dẫn con ngoại gì tới? Vậy chút đi chút đi, tôi lên phụ cho sao gánh.